Em xin thân ái mến chào toàn thể đại gia đình. Em kính chúc sức khỏe tới toàn thể đại gia đình của mình. Mong đại gia đình mình có nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Hôm nay Cúc sẽ kể cho đại gia đình mình nghe một cái mẫu chuyện nói về sự tích của loài người để cho chúng ta được an tâm an lạc hơn. Vì sao trong cuộc sống này có nhiều người than trách là cực, là khổ, cũng có nhiều người sung sướng. Thì cái câu chuyện hôm nay Cúc sẽ gửi đến cho quý gia đình của mình cùng nhau để mà nghe và thư giãn, để ngẫm lại coi có đúng với cái con người của chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta từ bé tới lớn nha đại gia đình. Thì hôm nay câu chuyện em sẽ mời đại gia đình mình bắt đầu vào câu chuyện với em. Thì ngày xưa Thượng Đế sanh ra loài người, loài vật. Thì cái ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra loài chó. Con chó thì Thượng Đế bảo với chó rằng: "Này chó, ta tạo ra ngươi để canh chừng nhà, để ngồi ngay cửa để mà canh chừng người qua kẻ lại. Ngươi chỉ có việc là sủa và canh chừng nhà, thì ta sẽ cho ngươi 20 năm sống. Ngươi chịu không?" Thì lúc này loài chó mới nói là: "Dạ thưa ngài Thượng Đế, nếu mà chỉ có mỗi một cái việc ngồi canh chừng nhà và để sủa những người lạ đi vô đi ra, mà phải là chịu 20 năm, con thấy rất là lâu. Thôi con xin nhận 10 năm thôi à, con sẽ trả lại cho người 10 năm. Thượng Đế gật đầu đồng ý. Qua ngày thứ hai, Thượng Đế tạo ra loài khỉ. Và ngài bảo: "Này khỉ, ta tạo ra ngươi trên đời chỉ để làm vui cho thiên hạ. Ngươi hãy dùng cái trò khỉ của ngươi để làm cho thiên hạ được vui lòng, thì ta sẽ cho ngươi 20 năm sống. Ngươi có đồng ý không?" Loài khỉ mới trả lời: "Dạ thưa ngài, nếu mà sống trên đời mà chỉ có làm vui cho thiên hạ, chỉ có đem trò khỉ ra làm vui cho thiên hạ, mà làm suốt tới 20 năm cơ. Thôi, con xin nhận 10 năm thôi à, con sẽ trả lại cho Thượng Đế 10 năm. Ngài Thượng Đế cũng vui vẻ, gật đầu đồng ý. Ngày thứ ba, Thượng Đế tạo ra loài bò. Và Thượng Đế nói: "Này loài bò, ta tạo ra ngươi trên đời để ngươi ra đồng, ra ruộng, cày bừa. Ngươi á cực khổ nhiều hơn, nên là ta sẽ tặng cho ngươi 60 năm sống. Bởi vì á ngươi làm việc vất vả và ngươi được quyền sanh con, rồi ngươi phải có sữa cho con, và sữa của ngươi cũng có thể dùng để cho loài người, thì ta sẽ cho ngươi 60 năm sống. Ngươi có đồng ý không?" Lúc này loài bò mới nói: thưa ngài Thượng Đế, nếu mà sanh ra trên đời chỉ để cày cuốc và để lấy sữa nuôi con, nuôi loài người, mà tới 60 năm sống cơ à, con thấy lâu quá. Thôi, con xin ngài cho con 20 năm thôi à, con sẽ trả lại cho Thượng Đế 40 năm. Ngài đồng ý chứ?" Lúc này Thượng Đế gật đầu đồng ý. Qua ngày thứ tư, Thượng Đế tạo ra loài người. Lúc này Thượng Đế bảo: "Này loài người, ngươi được sanh ra đời, ngươi có quyền hưởng thụ, vui chơi, yêu đương, sanh con. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống. Ngươi đồng ý chứ?" Loài người lúc này gào lên: "Hả? Chỉ có 20 năm thôi ư? Được sanh ra đời, được hưởng thụ, ăn, ngủ, chơi và còn yêu đương nữa, mà chỉ có 20 năm thôi sao? Con thấy ít quá. Này Thượng Đế, con thấy như thế này nhé.
Con sẽ nhận 20 năm của người tặng con, và Ngài cho con sinh thêm 40 năm của bò, 10 năm của khỉ và 10 năm của chó luôn nghe Ngài, thì tổng cộng con được 80 năm. Ngài đồng ý chứ? Ngài Thượng Đế gật đầu và vui vẻ. Được, ta sẽ cho con 80 năm luôn. Đó, đến đây thì đại gia đình mình cũng biết vì sao con người mình có cái tuổi thọ rất là lâu, có thể đến 80 năm. Nhưng mà đây là 20 năm đầu Thượng Đế sanh ra để cho chúng ta được ăn, ngủ, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hưởng thụ. Thì con người ta khi sanh ra đời, từ nhỏ tới 20 năm đầu, chúng ta rất là vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hưởng thụ. Và 40 năm tiếp theo thì chúng ta lại cày cuốc, kiếm tiền, làm mọi cách là bươi trải trong cuộc sống để kiếm tiền lo cho bản thân và lo cho gia đình, lo cho những người thân của chúng ta. Đó là 40 năm của con bò, nên chúng ta phải làm việc vất vả, cày cuốc ngày và đêm. Rồi 10 năm tiếp theo, chúng ta lại làm những cái trò khỉ. Có nghĩa là lúc đó chúng ta có cháu, có con, thì chúng ta lại muốn làm cho con cháu mình vui, lên chức ông bà ngoại, ông bà nội hết rồi, cho nên phải là nhăn mặt, nhíu mày, làm trò, cà lăm đủ thứ để con cháu mình vui. Đôi khi mình nựng nó, mình bảo là trục chân cũng là một cái trò hề, một trò khỉ để cho con cháu mình nó vui. Đó là 10 năm của con khỉ. Và 10 năm cuối cùng, 10 năm tiếp theo thì chúng ta lại già, lại thành ông nội, ông ngoại, là những người lớn hết rồi. Lúc này chúng ta lại ngồi ở cửa để trông chờ con cháu mình về thăm. Vì lúc này con cháu mình ai cũng có gia đình tư riêng, thì mình ngồi đó mình đợi con cháu về thăm mình thôi, ông bà, cha mẹ. Đó là khi 7 tới 80 tuổi rồi, 7-80 tuổi sau cùng, đó là mình ngồi mình đợi con cháu về thăm. Đó là 10 năm của con chó tặng cho loài người. Thì qua cái mẫu chuyện hôm nay thì mình ngẫm lại rất là đúng đó quý vị. Em kể nhưng mà em thấy rất là đúng. Trong cái mùa đại lễ Vu Lan này, tháng 7 âm lịch, thì em muốn kể đến cái mẫu chuyện này để vơi bớt những cái lo toan trong đời sống của mình. Là trong cái ngay cái đại dịch này, đôi khi mình có những cái suy ngẫm về tại sao cái loài người mình, có người thì khỏe khoắn, sang trọng, có người thì mằng vất vả cả đời cũng không có dư, và mình trách số phận của mình. Nhưng mà mình phải nghĩ lại, đó là Thượng Đế đã an bài. Đúng không quý vị? Thì hôm nay em đọc cái này thì em cảm thấy là mình, cái lòng của mình đó nó rất là an lạc. Cho nên em đọc từ từ, nhỏ nhẹ, không có giống như một tấm cúc ngày thường kể chuyện thiếu lâm lanh lợi và dùng những cái từ rất là vui, rất là đời thật ngoài đời, đôi khi những cái mà mình đỡ không nổi. Hôm nay thì em thùy mị hơn, em nói chuyện về những cái vấn đề trong đời sống, trong cuộc đời này, thì mong đại gia đình mình cũng đón nhận và nghe thử cái giọng đọc tấm cúc về những cái chuyện như thế này có hay hay là không. Nếu hay thì cho em biết để em có thể làm những cái clip, thỉnh thoảng em làm clip thế này để em post lên cùng đại gia đình mình nghe vui những cái chuyện nói về đời sống của mình, về những con người, để chúng ta biết thương yêu nhau nhiều hơn. Đôi khi là có những người mình thấy họ không có đến nỗi nào giàu lắm, nhưng cái tâm trí họ rất là an lạc. Họ ngủ rất là ngon, bởi vì họ nghĩ là mình làm tới đâu, mình sống tới nấy. Mình sống tới đâu, mình làm tới nấy. Phía trước mình là rất là tươi đẹp, thì mình cứ đi tới, mình không có phải lo gì hết. Và phía sau lưng là chuyện đã rồi, mình cũng không có lo gì nữa. Có những người mình thấy rất là sang trọng, rất là quý phái, thậm chí nhiều người ao ước. Nhưng mình không có hiểu rằng
Cuộc sống của họ đôi khi ban đêm họ rất là khó ngủ. Họ phải suy nghĩ nhiều bởi vì những cái xa hoa, cái nhà cao cửa rộng, cái xe xịn, những cái phương tiện để giao tiếp hàng ngày với đối tác thì đó cũng là một phần của vai của ngân hàng thì phải lo lắng hàng tháng thì hơi mất ngủ một tí. Đó là em thấy những cái vấn đề chung chứ không phải riêng gì của ai, nhưng mà người ta nói rất là hay quý vị à. Người ta nói là thuyền lớn thì sóng lớn. Không có một doanh nghiệp nào mà không có những cái đối tác từ phía là hỗ trợ lẫn nhau. Em nói như vậy thì tại vì em cũng lấy cái bằng chứng từ nơi em. Khi em làm việc gì cũng vậy, em cũng nhờ đối tác. Không có ai mà tự động mà được. Nhưng mà mình làm, mình có những cái đối tác lớn thì có nghĩa là mình cũng làm việc lớn chứ không phải không. Làm việc có nghĩa là kinh doanh cái gì đó lớn thì mới được hỗ trợ từ phía ngân hàng. Ví dụ như mình muốn mua một căn nhà thì ngân hàng mới cho mình vay. Chứ đang không mà mình lại mình kêu ngân hàng cho mình vay, mình không có cái điều kiện, không có mua nhà hay là không mua xe thì ngân hàng sẽ không có giải quyết cho mình. Đó là như vậy. Thì bên cạnh đó về những cái nỗi lo là như vậy. Còn những cái người đôi khi là thấy là ăn mặc đơn sơ nhưng mà họ ngủ rất là ngon. Em nói có đúng không quý vị? Nếu thấy đúng thì cho em một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Có thể hôm nay em tám nhiều, có thể hôm nay em suy nghĩ về nhiều, về gia đình, về những người thân, về cha, về mẹ và về bản thân em nữa. Thì em ngồi em tám với đại gia đình, em nói chuyện rất là chậm rãi, không có lanh lợi như mỗi khi. Em vẫn mong đại gia đình mình xem tám cúc, có bữa nay, có bữa mai và có ngày này, ngày khác, ngày tâm trạng ổn định, ngày tâm trạng bình lắng. Nhưng hôm nay, nếu đại gia đình biết được, hôm nay mới đúng là bản chất của tám cúc. Tám cúc thì cái gì cũng phải từ từ như thế này. Đó là hôm nay là bản chất thật của em là như thế này. Em phải ngồi em nói chuyện tâm sự rất là nhỏ nhẹ như thế này. Vẫn mong đại gia đình mình cổ vũ cho em nha. Em xin hết hôm nay. Em ngồi em tám về vấn đề loài người sanh ra bởi Thượng Đế để cho chúng ta không còn trách là tại sao cuộc sống của chúng ta nó cơ cực mà nó không có dư, mà nó phải làm này làm kia. Tại vì cái khúc mình làm là cái khúc 40 năm của con bò. Mình xin Thượng Đế cho mình 40 năm mình phải cài cuốc để kiếm tiền. Thì như vậy đó đại gia đình. Em xin dừng clip tại đây. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình của mình. Mong những điều may mắn, vạn sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà, trong nước cũng như ngoài nước. Em xin cảm ơn đại gia đình đã ngồi lắng nghe em. Hẹn gặp lại đại gia đình mình vào cái clip tiếp theo. Em xin bye bye.